Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục tăng với tỷ lệ tăng nhẹ là 0,22% sau khi đã tăng rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam. Hiện tại đang giao dịch ở mức 2024,6 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2019,26 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2026,22 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, giao dịch quanh vùng giá 101,592 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin vẫn trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 28.560 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng nằm trong xuống tăng, đứng ở mức 3,359% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 81,134 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đang tăng nhanh trở lại và vượt qua ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên một ounce khi mà đồng đô la Mỹ đang chịu áp lực giảm. Nỗi lo ngại khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ chưa kết thúc đã khiến giá vàng trên thị trường thế giới bật lên. Ngoài ra, báo cáo sản xuất ISM tháng 3 của Mỹ cho thấy hoạt động giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm qua. Lợi suất trái phiếu của bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vừa qua cũng giảm nhanh và đây là lý do khác để cho thấy chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed sắp kết thúc. Các thông tin này đang hỗ trợ cho vàng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới WGC vừa công bố dữ liệu mới nhất cho thấy, thị trường vàng tiếp tục nhận được sự quan tâm của các ngân hàng trung ương khi mà các quốc gia tích cực bổ sung vàng vào kho dự trữ ngoại hối của mình. Ghi nhận số lượng vàng mua vào trong 2 tháng đầu năm cao nhất kể từ năm 2010, lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương là 126 tấn. Trước đó, nhiều dự báo cho thấy trong tháng 4 này, giá vàng sẽ thiết lập mức kỷ lục mới. Thị trường vàng đang ở trong một môi trường rất thuận lợi vì nền kinh tế yếu đi mà áp lực lạm phát vẫn đang ở mức cao. Theo giám đốc giao dịch David Merger của Harris Future nhận định với hãng tin CNBC, tuy nhiên thì các số liệu kinh tế công bố gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ yếu đi và thị trường dựa vào đó để tin rằng nguy cơ suy thoái sẽ khiến Fed phải sớm xoay trục, cho dù lạm phát có cao đi chăng nữa. Ông Jamie Dimon, giám đốc điều hành của JP Morgan cho rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng vẫn chưa kết thúc và ngay cả khi cuộc khủng hoảng này qua đi thì nó vẫn để lại nhiều hậu quả. Điều này sẽ kích hoạt các đợt tăng giá vàng trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trong khi giá vàng trên thị trường thế giới tăng rất mạnh thì giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước chỉ được điều chỉnh tăng thêm trong khoảng từ 100.000 cho đến 250.000 đồng trên một lượng tùy doanh nghiệp. Cụ thể đến phiên chiều ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,55 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,17 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,15 triệu đồng trên một lượng, cũng chỉ được điều chỉnh tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá nhận bục số 9 tại công ty này, hiện tại thì mua vào mức 55,60 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 56,65 triệu đồng trên lượng, tăng 450.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng 550.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. So với thời điểm trưa nay thì giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều. Giá 2023 đô la Mỹ trên một ounce trên thị trường vàng thế giới tương đương khoảng 57,6 triệu đồng trên lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ bán ra tại ngân hàng Vietcombank. Như vậy là tăng khoảng 1,3 triệu đồng trên lượng so với sáng ngày hôm qua. Với biên độ tăng không tương xứng như vậy đã khiến cho chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC so với thị trường vàng thế giới được rút ngắn xuống. Hiện tại thì vàng miếng SJC đang cao hơn vàng thế giới chỉ còn ở khoảng 9,3 cho đến 9,7 triệu đồng trên một lượng. Đây là mức chênh lệch thấp nhất của vàng miếng SJC và giá vàng thế giới trong nhiều tháng qua. Đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thì vẫn duy trì xuống tăng nhẹ trong phiên giao dịch trưa nay, mua vào mức 23.270 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.640 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do thì cũng không có điều chỉnh, mua vào mức 23.380 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.480 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên chiều nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.655.000, bán ra 6.715.000, tăng nhẹ 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán.
Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là 1.000.000 đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.655.000, bán ra 6.717.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.665.000, bán ra 6.725.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.660.000, bán ra 6.710.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.655.000, bán ra 6.715.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.655.000, bán ra 6.715.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.657.000, bán ra 6.713.000, tăng 17.000 ở chiều mua, tăng 23.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.660.000, bán ra 6.705.000, tăng 15.000 ở chiều mua, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.670.000, bán ra 6.710.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.640.000, bán ra 6.780.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 40.000 ở chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.655.000, bán ra 6.715.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.655.000, bán ra 6.717.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại cũng chỉ còn được điều chỉnh tăng nhẹ 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.655.000, bán ra 6.717.000. SJC Huế mua vào 6.652.000, bán ra 6.683.000. SJC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.717.000. SJC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.655.000, bán ra 6.715.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.657.000, bán ra 6.720.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.655.000, bán ra 6.717.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.653.000, bán ra 6.717.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Mặc dù đã giảm so với thời điểm buổi trưa ngày hôm nay, tuy nhiên thì vẫn trong xuống tăng mạnh, tăng trong khoảng từ 230.000 cho đến 550.000 đồng trên một lượng, hay là tăng trong khoảng 23.000 cho đến 55.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.560.000, bán ra 5.665.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.560.000, bán ra 5.675.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.545.000, bán ra 5.625.000, cùng tăng 45.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào, tăng 55.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.439.000, bán ra 5.569.000, tăng 54.400 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.034.000, bán ra 4.234.000. Vàng 14K mua vào 3.094.000, bán ra 3.294.000. Vàng 10K mua vào 2.160.900, bán ra 2.360.900. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.